Chào bà con, chào các bạn. Mời bà con và các bạn xem một số cây sưa đang cần bán ở một cái vườn sưa rất là đẹp. Đây, những cây sưa này rất đẹp. Gốc thì to, lổi hết lên, rễ hết lên rồi. Mà cây cao, thẳng, đẹp. Cây này chủ nhân đang gọi bán. Giá cả phải chăng? Cả một rừng sưa. Vanh nó được sấp xỉ 80 rồi, trên 70 rồi. Khổng lồ. Đây, cây này cũng vậy, gốc cây nào cũng lổi củ, lổi to. Cây to nhất là trên 80, còn cây bé thì nó cũng vào quanh 68-70. Không được cao lắm, cây kia có 2 mét, tầm 2 mét rưỡi. Cây này là cũng được. Những cây sưa đỏ, những cây sưa đỏ Bắc Giang, đang vườn sưa này đang gọi bán. Các bạn nào có nhu cầu thì sẽ liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Số điện thoại trên màn hình để liên hệ. Những cây sưa này được 15 năm tuổi rồi. Tính những 15 năm tuổi trồng từ những năm 2005. Cây sưa rất đẹp. Bán tỉa một số cây to. Bà con rút kinh nghiệm sẽ trồng những cây sưa được thẳng cao dài như thế này thì sẽ được giá hơn. Đây là một vườn sưa trồng cũng rất thưa. Cả một rừng sưa luôn. 6-7 mét một cây, 5-6 mét một cây. Trồng rất thưa. Chúng ta cùng ngắm xem một cái vườn sưa rất là đẹp. Vườn sưa này được đánh giá là vườn sưa đẹp nhất. Đây, cây sưa, nõi sưa rất là quý các bạn ạ. Nõi sưa bây giờ vẫn rất quý. Cái đấy khoan cũng sẽ đến. Kiểm tra một cây này. Cái đấy là hai bên này nó là cái nó đẻ thêm. Đâu nó mới đẻ ra thế thôi. Nó mua rồi bà. Nó mua rồi. Anh đang về rồi. Ủa, được có rồi. Ông đây không lo đâu, bà không lo đâu. Để cái mũi rồi. Nó chêm rồi, mũi nó khoảng 20 phân. Đây, đây về đến đây rồi. Đấy, nói rồi. Đẹp. Cây này của nó là 14 năm. Cây này cũng 14 năm tuổi đấy. Đấy. Thợ quyết định mua. Mua lấy gỗ. Mua lấy gỗ. Chứ không phải mua lấy lõi. Gãy quá là về. Các bạn xem video hãy đăng ký kênh để được xem các video tiếp theo. Xin chào các bạn. Ok, thank you.